Xin chào các bạn, hôm nay là chủ nhật mà vợ tôi cứ bắt làm clip. Và hôm qua tôi có xem qua trên mạng có một trò này khá là hay nhá. Nên bây giờ tôi sẽ gọi vợ tôi ra đây để chúng tôi chơi cái trò này. Cái trò này rất đơn giản. Rồi. Em ơi, ra đây anh bảo. Ra đây. Thích làm clip, thích lên hình phải không? Thích. Giờ anh có một trò chơi này, em có dám chơi không? Chơi. Thì chơi. Bình thường thì trông tôi hung dữ thế này thôi, nhưng mà thực ra suốt ngày tôi vợ tôi bắt lạt, nên hôm nay tôi đã chơi trò này để bắt lạt lại vợ tôi. Giờ chơi thế này nhá, rất đơn giản, vợ chồng mình chỉ cần bắn tù tì thôi, ai thua cái là lấy cái này, lấy cái cặp zip này cặp lên mặt nhau, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu. Cặp bất cứ thế nào trên mặt, mũi, miếc, mắt, miếc cái này, bất cứ nào đau lắm các bạn ạ. Hiểu chưa? Rồi. Các bạn hiểu không? Các bạn nghe hiểu không? Rồi bắt đầu. Chơi đến làm sao hết 30 cái cặp zip này thôi. Lần này tôi sẽ cho vợ tôi kín hết mặt cái cặp zip này. Sao em có sợ không? Không. Tất nhiên là không sợ. Rồi không sợ nào, nào. Bắt đầu chơi. Bắt đầu tiên. 1, 2, 3. Ai dám? Suốt ngày bắt nạt tôi này, suốt ngày bắt nạt tôi à. Cho một cái là cánh mũi. Sao? Sao không có dám chơi được không? 1, 2, 3. Ai dám? Ai dám? Bên đây nó sát, bên đây đau lắm. Không chơi gian. Mà biết này, anh lấy cặp cỏ thịt dưới này thế này đâu. Chở cái nước mắt này đi. Vâng, thế có thể cặp thịt cặp ở đâu? Thế bây giờ lại làm lại ở đâu? Ông cặp ông còn phải nói ông cặp cái này dính trên dính dưới nhìn thấy chưa? Thôi được rồi. Lần tha lần nào, lần đây nhá, cặp này lần thứ hai anh vẫn thắng phải không? Lần thứ hai anh vẫn thắng nhá. Rồi, nào, tiếp tục. Ui đau lắm các bạn ạ. Đau mà. Anh mua cặp này đau bố mẹ. Thế mua cặp nào? Ai bình thường. Vợ tôi kêu đau rồi các bạn ạ. Sao rồi có chơi không? Sao là được cầm làm cầm lấy chứ cầm nào? Vẹt luôn là gì? Vát dạ. Thôi được rồi, chơi là chơi vào đâu? Chơi ít lên mặt bây giờ, chơi tay chân đây nè. Rồi. Nhá. Rồi, nào tiếp tục. Nào. Rồi, ba. Anh lại thắng hả? Bố em thắng hả? Mẹ thắng. Rồi, cho anh làm nữa. Cho anh nhá. Ừ. À, biết rồi. Rồi. Ai dám? Anh dám à? Bỏ tóc à? Cho tay. À, ai dám? Trời, nếu mà biết ngay mà lại có cơ hội trả thù các bạn ạ. À, 4 cái thì tôi 1 cái. Trời. Ai dám? Bố có chơi thắng không nhé? Chắc. Ba, tôi thua. Ngày. À, bố con này
Ô, các bạn ơi, ôi, cái mặt tôi thành cái gì rồi các bạn ơi? Bố cưng. Đó, 2, 3. Ô, trời. Các bạn ơi, tôi toàn thua cho các bạn, đừng bảo là tôi nhường nhá. Ôi, 2, 3. Ô, đầu clip đó, làm clip này là trả thù, không trả thù được các bạn ơi. Bị hành nhá. Ôi, 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 toàn thua luôn. Anh con ơi. Nó vừa đấy nó hiện pin yếu. Hai, ba. Ôi, ôi, toàn thua luôn. Hai, chị bị bố phải đưa tiền cho mẹ Thảo rồi. Mới đầu thắng liên tiếp 4-5 phát liền, về sau toàn thua thôi. Vâng. Vâng. Thắng luôn nào, đưa đây. Mang mặt đây. Ăn xin lấy cái giới. Vâng. Lần này chơi mặt luôn, trả thù. Còn ra cái mặt rộng rồi. Các bạn nếu thấy clip của tôi hay, các bạn hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho vợ chồng chúng tôi nhá. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào các bạn. Em có gì để nói không? Ôi. Sợ chưa? Yếu còn đấy ra gió nhá, phải bắt lạt à. Ôi, đau quá. Xin chào các bạn nhá. Rồi các bạn nhỏ đừng làm theo vợ chồng tôi nhá. Vợ chồng tôi làm cho vui vẻ cho các bạn coi thôi. Rồi xin chào các bạn. Ôi.